Sao bố đến muộn thế? Mẹ sắp về đến nơi rồi. Bố biết rồi. Hôm nay cửa hàng đông khách quá nên bây giờ bố mới được về. Món gì đấy ạ? Gà thần đấy con ạ. Hai chị em đợt này học hành vất vả, phải ăn nhiều cái này vào thì mới khỏe được con ạ. À, ở dưới này bố để một ít chân gà chiên mắm đấy. Mẹ con thích món đấy, con đưa cho mẹ ăn nhé. Vâng. Nhưng mà con thấy bố mới là người gầy đi ấy. Bố cũng phải ăn uống giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Bố mà gầy đi á, bố đang béo lên đây này, bố cần phải giảm cân ấy. Thôi đi lên đi, không mẹ về bây giờ nhá. Vâng. Cảm ơn anh. Tôi muốn uống nữa. Nếu không vội gì, vào nhà uống thêm với tôi vài ly. Sao? Sợ gì à? Tôi phải về rồi. Yên tâm, nhà không có ai đâu. Bọn tôi ly hôn rồi. Được 2 tuần. Tay anh cũng không còn đeo nhẫn nữa. Thế thì có lý do gì phải về sớm đâu. Đi, vào uống. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà ăn nói như một đứa trẻ vô giáo dục thế? Tôi nói cho cô biết, cô đừng quên rằng bản thân mình đã lập gia đình rồi, là người đã có chồng con. Trước khi cô quyết định làm điều gì sai trái, hãy nghĩ tới đứa con trai của mình. Hey, tình yêu với chóm nở thì đã bội tàn. Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Chúng tôi nuôi anh ăn học 16 năm rồi. Anh đỗ đại học thủ khoa mà bây giờ anh lại trở thành thằng ăn bám vợ. Hả? Tại sao đàn ông nội trợ thì không được gọi là đàn ông hả bố? Đàn ông không làm ra tiền, mất quyền lên tiếng. Nhà này phải có nóc. Nhà tao chung cư làm gì có nóc. Nhiều bố ấy. Trình độ thì có giới hạn. Lúc nào cũng tự vỗ ngực là mình giỏi. Trên cuộc đời này á, chỉ có lệ là chịu được ông thôi đó. Chỉ vì tiền mà anh bán rẻ lương tâm của mình thế à? Bây giờ anh còn lừa cả trẻ con nữa à? Ông toàn đi lừa gái, mà sao lần này ông lại để gái lừa thế? Cậu đúng là chàng trai vàng trong làng ngắn tát ấy. Lắm chiêu trên thương trường, nhưng lại bị thương trên tình trường. Thế về đâu chứ?